Ngô Dược Phàm đến bệnh viện trị Giang Mai trong tình trạng bị xích hai chân. Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đang rầm rộ hình ảnh được cho là của Ngô Dược Phàm, tiết lộ tình trạng hiện nay của nam ca sĩ. Một blogger nổi tiếng với 890.000 follower tối ngày 8 tháng 9 đã đăng tải một bức ảnh kèm lời nhắn, nghi ngờ đây là hình ảnh của một nghệ sĩ Canada nào đó. Phía dưới phần bình luận, blogger này còn cho biết thêm hình ảnh này do một fan cung cấp kèm lời chia sẻ. Hình như đây chính là Guzi fan, tôi đã tự so sánh rồi, thấy khá là giống. Điều đáng nói, netizen đều đổ dồn sự chú ý vào loạt chi tiết, bắt đầu từ việc phạm nhân này được trùm kín đầu, chân cũng bị đeo khóa. Bên cạnh người này có hai cảnh sát khoác chặt tay. Nhiều người còn đọc được thông tin trên tấm bảng xuất hiện trong ảnh là khoa da liễu. Netizen đều đang bình luận xôn xao về chủ đề vì sao người được cho là Ngô Dược Phàm phải trùm đầu. Tôi nghĩ là để phòng tránh dịch bệnh. Có khả năng là sợ người khác nhận ra phạm nhân là ai nên mới phải làm như thế thì sao? Tôi thì đoán đây là bộ đồ bảo hộ. Ngoài ra, vì thông tin có chữ khoa da liễu nên không ít người đã bày tỏ có phải Ngô Dược Phàm đến đây khám bệnh hay không. Anh ta bị giang mai đấy à. Bên cạnh đó, vẫn có không ít người tỏ ra hoài nghi. Liệu đây có phải là Ngô Dược Phàm hay không? Thật hay giả vậy trời? Tôi vẫn chưa dám tin. Năm nay, làng giải trí xứ Trung đánh dấu bước chuyển mình, siết chặt hoạt động quản lý và thẳng thắn chỉ ra mặt tối trong đời tư của loạt nghệ sĩ như Phạm Băng Băng, Trịnh Sản, Ngô Dược Phàm. Hàng loạt những quy định mới vô tiền khoáng hậu đã được đặt ra nhằm quản lý chặt chẽ hơn những ngôi sao hoạt động trong ngành giải trí. Bên cạnh rất nhiều nhãn dán khác như tác phẩm tiêu biểu Núi Quan Âm giành được hai giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế và diễn viên Trung Quốc, thì nhãn dán nghệ sĩ Ô giành chiếm vị ngay đầu tiên. Mới đây, trên hai từ điển bách khoa trực tuyến lớn của Trung Quốc là Baidu Baike và Toutiao Baike đã ban hành nhãn dán mới nhất mang tên nghệ sĩ Ô giành dành cho các ngôi sao vướng phốt chấn động trong làng giải trí. Hành vi sai phạm bao gồm sử dụng chất kích thích, tấn công tình dục, trốn thuế. Nghệ sĩ có lối sống cá nhân ảnh hưởng xấu đến xã hội cũng bị gắn thẻ. Thẻ nghệ sĩ Ô Danh được đặt ngang hàng với thành tích của họ. Đó là hành động công khai và minh bạch. Sự nghiệp của họ không chỉ bị ảnh hưởng ở Trung Quốc mà còn ở nước ngoài, nhà phê bình Tommy Lưu nói. Ngoài việc bị gắn mác nghệ sĩ Ô Danh, tác phẩm của những diễn viên dính scandal bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến lớn. Nằm ngay đầu tiên trong danh sách này là Phạm Băng Băng. Với những scandal nghiêm trọng thì nữ minh tinh này đã không còn cơ hội để quay lại ngành giải trí Hoa ngữ. Năm 2018, Phạm Băng Băng bị tố trốn thuế, lén lút làm hợp đồng âm dương để nhận các xê khủng. Kết quả nữ diễn viên gánh án phạt, hoàn lại số tiền 3.100 tỷ đồng cho Cục Thuế Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, Phạm Băng Băng thoi thóp hoạt động trong làng giải trí, bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông, không còn oanh tạc tại các sự kiện thảm đỏ. Nghệ sĩ thứ hai bị gắn nhãn chính là Trịnh Sản. Với tội danh thuê người đẻ hộ, bỏ rơi con, trốn thuế, vi phạm vấn đề đạo đức, cô chính là nghệ sĩ đầu tiên của làng giải trí nhận văn bản phong sát của Quảng Điện. Con đường lập nghiệp chấm dứt hoàn toàn. Mặc dù vậy, ngôi sao sinh năm 1992 vẫn cố gắng vùng vẫy kêu cứu trên mạng xã hội. Kết quả là vào sáng ngày 7 tháng 9, Weibo chính thức xóa hai tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên và studio. Nghệ sĩ thứ ba là Huỳnh Hải Ba, nam diễn viên bị gắn nhãn nghệ sĩ Ô Danh vì bê bối mua dâm rúng động năm 2013. Sau đó, Huỳnh Hải Ba bị giam giữ hành chính 15 ngày, phải đi cải tạo, tu dưỡng ở trại phục hồi nhân phẩm tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong vòng nửa năm. Xếp ở vị trí thứ tư là Ngô Dược Phàm, bê bối tình dục rúng động liên quan đến vô số tội danh tày trời như dụ dỗ trẻ vị thành niên, hiếp dâm đã biến nghệ sĩ trẻ hạng A showbiz trở thành kẻ tội đồ chỉ sau một đêm. Giờ đây, Ngô Dược Phàm đang trong trại giam để cảnh sát tiến hành lấy lời khai, xử lý vụ việc. Sự nghiệp của nam ca sĩ kết thúc, phải đối diện với tương lai mịt mù sau song sắt. Bên cạnh những ngôi sao trên, Toutiao Baike và Baidu Baike dán nhãn cho hai nghệ sĩ bê bối sau, Địch Thiên Lâm, hám danh, Đạo Văn từ công trình nghiên cứu khoa học của người khác và Trần Vũ Phàm sử dụng ma túy. Qua đây có thể thấy cơ quan chức năng đang phối hợp với nhiều bên liên quan trong việc thanh trừng các nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức, lối sống lệch lạc, ảnh hưởng tới khán giả và người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng họ hoàn toàn ủng hộ việc các nghệ sĩ cần phải biết giữ hình tượng, chỉnh đốn tác phong để mang lại bầu không khí tích cực, lành mạnh cho showbiz.